Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong video này thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế ăn Louis Hoa Hồng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ăn là bộ gồm một bàn tròn và 8 ghế đơn. Bàn tròn thì chúng tôi đang tháo rời ra để quét lót đây. Bàn tròn này có kích thước là đường kính 2 mét, cao 75 và có trụ tứ diện. Rất là khác kiểu so với các cơ sở đồ gỗ khác trên thị trường đã làm ra. Hàng chúng tôi làm rất là dày. Bộ bàn ghế này là bộ gồm 9 món, một bàn, 8 ghế đơn. Chân đục hoa lan tây, yếm đục hoa hồng. Và kích thước của chiếc ghế đơn như sau. Chiều dài là 45, chiều rộng 44 và chiều cao là 1m17. Chương đục hoa lan tây, vách đục hoa hồng. Có tràng hạt bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Toàn bộ mặt ghế chúng tôi được trộn vân, trộn gỗ rất là đều đẹp. Đây là chúng tôi mới đưa vào quy trình quét lót và thời gian hoàn thiện là khoảng 4 đến 5 ngày. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng Hải Phòng. Sau khi chúng tôi xong phần mộc thì chúng tôi sẽ quay lại video cho quý khách xem. Quý khách ở xa không về được, chúng tôi quay rất kỹ cho quý vị xem nhé. Đây là chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Khi quét lót thì nó sẽ có màu vàng và khi để mộc thì nó là màu trắng. Đây quý vị có thể theo dõi ra đây. 8 chiếc ghế đơn, mặt ghế đều được trộn vân, trộn gỗ rất là đẹp. Yếm cong. Khuôn mặt chúng tôi cũng làm cong. Hàng ghế làm phẳng thì giá thành nó rẻ hơn những mẫu ghế đã làm cong. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế ăn như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng được những người thợ của chúng tôi đang đi vào cái quy trình quét lót bằng tay đây. Quét lót bằng máy nó nhanh hơn nhưng nó sẽ không đều. Đây, chúng tôi quay cả phần trước, phần sau cho quý vị xem nhé. Bộ này là bộ gồm 9 món, 8 ghế, một bàn. Bàn là bàn tròn, đường kính 2 m. Và chiếc ghế đơn này là cao 1m17. Toàn bộ phần yếm là chúng tôi đục 3 mặt hoa hồng. Mặt ghế được trộn vân rất là đẹp. Mặt ghế chúng tôi làm dày 2 phân và khuôn là 4 phân. Đây, phần mộc chúng tôi chưa quét lót thì nó sẽ là màu hơi trắng trắng bạc bạc và khi quét lót lên thì nó màu vàng và khi hoàn thiện lên thì cũng vậy. Toàn bộ vách là chúng tôi đục hoa hồng. Bộ bàn ghế ăn này còn tên gọi nữa là bộ bàn ghế ăn hoa hồng hay còn gọi là ghế ăn Louis tân cổ điển hoa hồng cũng được. Thì quý vị có thể truy cập vào Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để xem hình ảnh chi tiết kích thước. Quý vị nào muốn tư vấn kỹ hơn thì có thể kết bạn Zalo 0986 883349 thì chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng đưa rất nhiều mẫu mã sản phẩm rồi. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và theo dõi những sản phẩm mới mà chúng tôi đưa lên. Đây khi quét lót thì nó sẽ lên là màu vàng và khi hoàn thiện hoàn chỉnh sản phẩm cũng sẽ lên là màu vàng. Thường thường thì là bộ ghế bàn ăn này quý khách có thể liên hệ là đặt 6 ghế một bàn hoặc 8 ghế một bàn hoặc là một bộ bàn gồm 10 ghế, 12 ghế, đấy đó là tùy sở thích của mỗi gia đình. Nhưng phổ thông nhất vẫn là một bàn là 6 ghế. Quý vị có thể mua bàn lẻ hoặc ghế lẻ chúng tôi cũng vẫn bán. Chúng tôi bán buôn bán lẻ toàn quốc. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng được tổng thể đây. Và lát thì chúng tôi sẽ quay chiếc bàn sau. Chiếc bàn là cao 75, đường kính 2 mét. Đây là một bộ bàn 9 món, 8 ghế một bàn. Tí nữa người thợ chúng tôi sẽ quét lót xong cái bàn thì tôi sẽ quay sau. Và đây là chiếc bàn sau khi chúng tôi đã quét lót xong đây. Bàn tròn đường kính 2 mét. Và khi để mộc thì nhìn vân gỗ nó không rõ.
Khi quét loát lên thì vân gỗ thể hiện rất là rõ quý vị ạ. Toàn bộ là vân thật, không vẽ vân. Mặt bàn là chúng tôi ghép đôi, ván dài 2 phân và khuôn là 4 phân. Quý vị có thể hình dung được, vì làm bàn tròn đường kính to như này thì không thể có ván liền được. Mà nếu làm ván liền thì giá thành nó sẽ rất là cao, thì quý khách sẽ không mua được. Giá thành nó lên rất là cao. Thì quý vị có thể là chọn kế hoạch là mua mặt bàn ghép để giá thành nó hạ hơn. Trụ là trụ tứ diện, chúng tôi làm trụ bàn ăn rất là khác kiểu nha, mẫu hoàn toàn mới lạ. Và phần yếm một bàn là chúng tôi đục hoa lá tây. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng Hải Phòng. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo, chúng tôi sẽ tải video mới lên.